Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình XDS iX350, một chiếc xe đạp địa hình không nhôm của thương hiệu XDS, rất là quen thuộc với các bác chơi xe tại thị trường Việt Nam. Xe thì được trang bị bộ cặp bánh 27,5 inch, đồ group Shimano Atus, phanh dầu. Ở đây xe thì nhập khẩu nguyên chiếc, toàn bộ nguyên zin chính hãng hết, nên về tông màu đen và ve xanh rất là thể thao. Xe thì ngoại hình còn tương đối là mới, nước sơn các thứ là còn rất là đẹp. Các bác thấy sử dụng bộ chuyển động Shimano Atus đề sau này để gạt đĩa trước. Shimano Atus với 9 tầng lip và 3 tầng đĩa có 27 tốc độ khác nhau. Toàn bộ những cái phụ tùng theo xe vẫn còn nguyên bản XDS này, cọc yên đến ghi đông phút tăng này, và những cái cồn bát này, nguyên bản hết này. Bánh 27,5 inch, như Novatec. Phần ghi đông của chiếc xe thì chiếc xe đã được trang bị bộ tay bấm của Shimano Atus, tay bấm 9 này, tương ứng với 9 tầng lip này. Bên này 3 đĩa này, phanh dầu Techo. Dần sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 40 cm, khóa yên với tâm trục đạp là 55 cm, xe thì được đắp đi từ khoảng 58-60 Và em vừa giới thiệu nhanh qua đến các bác mẫu xe đạp địa hình XDS iX350 bánh 27,5 đồ Shimano Atus đang được bán tại cửa hàng em, mức giá chỉ có là 6.800.000, một cái mức giá nó rất là rẻ và hợp lý để cho các bác sử dụng một chiếc xe đạp, có thể sử dụng được một chiếc xe đạp để rèn luyện sức khỏe và thể dục hàng ngày. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 09943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả là ấn nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.